Rồi em xin chào tất cả anh em nha anh em. Bữa nay gói hàng cũng quải quải anh em. Thấy chơi chơi hai mấy đơn, nói chung được anh em ủng hộ nhiều, rất là vui, chân thành cảm ơn anh em nha anh em, biết ơn anh em nhiều. Thì hôm qua em có nói với anh em đó, thì hồi tối hôm qua đó là em có về được ba bộ tai dây heo của Phu Chù Một, hàng Vin tháo xe. Nói chung ba bộ này toàn là hàng tiễn đẹp không à, dây nhợ đồ ok, không có bị sứt thịt đồ nhiều. Đó. Sơn ghim thì còn khá, vô cho anh em bán cho anh em vô xe mộc được luôn nha. Dây dầu đồ đẹp hết trơn luôn đó. Có luôn cái bát kẹp dây dầu này nghe anh em. Bát kẹp dây dầu này Phu Chù Một, quay 110 thái, ZX đồ nó xài chung hết. Trên thị trường cái bát kẹp dây dầu theo xe mà màu gam còn đẹp, tầm này họ bán tầm 200 mấy 300 ngàn cái. Riêng cái bát kẹp dây dầu không nghe anh em. Đó. Bát kẹp dây dầu nó xuống cái màu xanh áo lính nè anh em. Nhìn phê phê lắm. Thì em có về được ba bộ tai dây heo đó, trong đó cái hai bộ này nè, cái bộ này tất cả đây đều là Phu Một nha anh em, Phu Một hàng gã xe, hàng tháo xe đó. Trong đó bộ số 1 nè và cái bộ số 2 này nè là Phu Chù Một đời cao, đời 2003 2004, có chữ con heo có chữ Nissin nằm ở ngoài này ha anh em ha. Đó thì chút chút xíu nữa em sẽ chỉ cho anh em cách nhận diện con heo Phu Một đời thấp và con heo quay thái 110 hàng theo xe nha. Đây, đây là con heo, cái bộ số 3 này là con heo Phu Một đời thấp nè anh em, con heo Phu Một đời 2000 nè. Nếu mà anh em mà kiểu như mình tay ngang á, mình là người sử dụng á, ưa bị nhầm lẫn với con heo Phu Một đời 2000, đời 99 2000 và con heo quay 110 lắm nha anh em. Tại vì về hình thức bên ngoài á là 100% nó giống nhau, nó không khác nhau ở điểm nào hết trơn á. Về hình thức bên ngoài là 100% nó giống nhau, không có khác nhau ở điểm nào hết trơn nha anh em. Đó. Đó nè anh em nhìn đi. Nó bây giờ nè em nói với anh em, thí dụ như em nói con này con heo quay 110 anh em nói khác nhau chỗ nào? Đó. Em nói những anh em không biết. Còn anh em nào biết thì thôi, đừng bắt lỗi anh em, tội nghiệp đó. Đó. Heo này sơn zin cũng khá lắm ha anh em. Đây. Thì em sẽ xin nói vô ngay từ đầu video luôn. Con heo Phu Chù Một theo xe đó, cái mà cái đời con heo Phu Chù Một đời thấp á là đời 99 2000 á, là nó giống y chang, y ni và y xì con heo quay 110 thái nha anh em. Nó không khác chỗ nào hết trơn. Con heo này là Phu Chù Một đời 2000 nè. Con heo này Phu Chù Một đời 2000 nè anh em. Đây nè. 00 nè anh em thấy không? Đó. Thì cái chữ của nó là nó nằm ở trên đây nè, ký hiệu của nó là nó nằm ở trên đây nè, còn con heo của quay 110 cái chữ nó nằm núp bóng ở dưới này nè. Đó, anh em để ý đi. Con heo của quay 110 thấy cái chữ nó nằm núp bóng lúc dưới này nè, còn heo Phu Một là chữ nó đóng trên này nè. Ký hiệu đóng trên này nè. Đó. Rồi, thế thôi. Còn heo đời thấp thì dễ nhận diện rồi, có chữ Nissin thì mình khỏi có nhận diện làm gì. Đó thì em xin bán ba bộ tai dây heo này nghe anh em, ba bộ tai dây heo này toàn tai dây heo đẹp không nha. Phu Một. Đó. Rồi, em xin đi vô chi tiết nè, bộ số 1 nè. Bộ số 1 này là Phu Chù Một đời 2004, đáp còn trên dây đầy đủ luôn á, tháng 6 năm 2004. Và anh em lưu ý một điều nha anh em. Cái đặc điểm của cái sợi dây dầu theo xe và cái sợi dây dầu hàng mới nó khác nhau ở một điểm duy nhất thôi. Cái sợi dây dầu theo xe là chữ nó đóng hai mặt dây luôn nha. Đây là thí dụ như đây. Đây là chữ đóng một mặt bên đây phải không? Rồi bên đây có nữa nè. Mà bên đây nó hơi mờ nè anh em thấy không? Đó. Lấy nét không được trời. Đó thấy không? Chữ nó hơi mờ đó. Cái đặc điểm của dây dầu theo xe là nó vậy đó. Còn cái dây dầu hàng mới đóng có một mặt nghe anh em. Đó, đây là cái con heo Phu Một đời cao nè, đời 2004 nè. Đó, full bộ tai dây heo của Phu Chù Một đời 2004. Đó, mấy cái bát này còn đẹp dữ lắm. Nói chung mấy bộ tai dây heo này là đều chưa chạm hết nha anh em, chưa chạm hết. Về là anh em gắn lên là sử dụng luôn đó. Nói chung một chút xíu nữa nó có thay đổi. Khi anh em gắn quay nhỏ, quay pha, quay ZX, quay 110 đồ đó thì tí xíu nữa em chỉ cho anh em luôn. Đó. Dây dắt anh em coi nè. Bách kẹp dây dầu còn xanh lẹ, xanh lét luôn nè anh em thấy không? Đó. Dây không có bị sớt thịt, sớt thiết gì trơn á. Đó,
Nhưng mà khi anh em gắn lên tại vì cái tay dầu có phu trừ một, cái tay dầu trên này là zin theo xe luôn nha anh em. Nè Thái nè, 204 nè anh em, để em quay cho anh em coi nè, thấy không? 04 thấy không? Chưa chạm luôn, chưa mở ra luôn, ốc trên chưa bung luôn, sơn zin đẹp căng luôn anh em. Nói chung cái bộ này anh em vô phu một whip được luôn nha, tay thắng theo xe luôn, KET29 tay thắng đĩa theo xe luôn nha anh em. Bộ này cái tay trên là của phu trừ một đó, do cái tay trên này là tay của phu trừ một cho nên khi anh em lắp vô quay 110 Thái á, thì lắp không được đó. Nếu anh em lắp vô quay 110 Thái bắt buộc là anh em phải thay cái tay trên này, tại vì cái tay trên này nó quá bự, nhưng mà cái lỗ áo của quay 110 mà nó nhỏ xíu à, lắp không có vừa nha anh em nha, là anh em phải thay nguyên cái cụm tay trên này của quay 110 hoặc là quay ZX anh em muốn thay thì thay đó. Tay này tay theo xe luôn nha anh em, còn chấm sơn vàng luôn nè, niêm phong chưa có mở lần nào luôn nha. Nissin đúng con heo theo xe, đúng con heo trên theo xe luôn, chưa một lần bung chạm. Ốc số 10 đen thù lùi hết trơn luôn nè. Đó. Bộ tay dây heo số 1. 0 xớt thịt một miếng luôn nha anh em. Anh em nào mến hú em, bộ này là không xớt thịt một miếng luôn. Bộ tay dây heo phu chờ 1 số 1 này em bán cho anh em giá 800 850 nha anh em nha, 850 đó. Về anh em gắn vô quay ZX, anh em dọn quay ZX hay là anh em alpha lên đĩa gì đó thì anh em dọn đó. Còn anh em thích nói hàng theo xe mắc gì, thích chơi hàng mới thì anh em cứ mua mới mà dùng thôi, đơn giản. Cái chuyện mua bán là cái chuyện bình thường, em bao anh em bộ này về là anh em xài luôn khỏi cần thay bố đó. Ốc xả gió chưa mở ra lần nào luôn nha. Phu 1 204 có sớt sớt nhẹ nhẹ theo năm tháng vô sơ mộc hết bài đó. Full bộ tay dây heo phu 1 204 này em bán anh em 850 ngàn, anh em nào mến hú em, đẹp cực kỳ luôn, sơn zin quá đẹp, cái tay dầu trên xanh lè xanh lét luôn nè. Máy này bên này sao mà zoom không được chứ ta, dây dắt được chưa có xớt thịt một miếng luôn nha anh em. Anh em nào mến thì hú em, full bộ tay dây heo phu 1 204 này 850 ngàn nha anh em, bộ số 1 nha. Rồi em qua bộ số 2 nè, bộ số 2 này tay cũng là tay zin theo xe luôn nè, tay dầu cũng tay dầu zin theo xe luôn nè anh em, Nissin nè. Nhưng mà sơn zin của nó yếu hơn bộ bản, nắp trên này cũng chưa bung ra đó nè. Ôi nắp trên này có dấu bung rồi anh em ơi, nắp trên này có dấu bung bên nè. Ủa cái này mở làm gì trời, cái này mở chắc mở không ra nè anh em ơi, chứ đây là chưa có dấu chạm nè, ốc bên này là chưa có dấu chạm luôn nè. Chữ nghĩa nè anh em thấy không, cái bộ tay dây heo số 2 này là bộ tay dây heo phu chờ 1 đời 203, anh em về gỡ bỏ cái chân kiến này ra nha. Phu chờ 1 đời 203 tay dây heo, nói chung á đa số 10 trên 10 luôn là cái sợi dây dầu có phu chờ 1 theo xe á, cái sợi dây dầu có phu chờ 1 theo xe lúc nào nó cũng đẹp hơn sợi dây dầu của quay 110 Thái chứ, dù đời cao hay đời thấp nha anh em. Anh em biết tại sao không? Tại vì dây dầu của quay 110 Thái nó bị cọ vô cái mặt nạ, nó bị cọ vô cái bách mặt nạ. Chữ nghĩa rồi nè, anh em thấy không? Của người ta nó có xớt mà nó xớt mé xíu xíu à. Còn quay 110 là xớt lòi cái ống chỉ ở trong luôn á. Đặc trưng của quay 110 nó vậy đó, nó ngộ đời vậy đó anh em. Nè anh em thấy không? Xanh lè xanh lét nè. Riêng cái bách kẹp dây dầu này không nè, ở ngoài thị trường người ta bán là 200-300 ngàn rồi. Kiên cái bát này không nha anh em, bát kẹp dây dầu zin theo xe này á là 200-300 ngàn rồi đó, nếu mà màu xanh áo lính đẹp á. Chữ nghĩa là quá trời luôn nè anh em thấy không đó. Chữ hai mặt luôn nè, thấy không, tách 203 nè anh em thấy không, phu chờ 1 này 203 nha anh em. Đó. Con heo này, con heo phu 1 203 nè.
bán là bao anh em về là xài luôn, khỏi có làm gì thêm hết trơn á. Bộ này có luôn hai con ốc zin theo xe luôn nha anh em, hai ốc đầu lõm nha, bắt heo dưới nè. Nó thì cái đài cao thì nó có cái chữ ni sin nằm ngoài vậy đó. Bát còn xanh lè xanh lét luôn nè. Nói chung anh em vô xe ZX đồ dọn quay ZX đồ alpha lên đĩa đồ ngon lắm, đúng y ni sách vở của nó rồi. Anh em vô quay 110 thì nó hơi chổi, tại con heo này nó có chữ ni sin nằm ngoài. Đó, bộ tai dây heo số 2 này em bán đồng giá luôn đó. Anh em nào mua được thì mua 850 chốt được, hú em nha. Dây tuyệt vời đó, em nói với anh em dây dầu đẹp tuyệt vời. Bắt kẹp luôn, bắt kẹp theo xe. Đó. Bây giờ anh em mua cái dây dầu mới xài không có ngon bằng dây dầu theo xe đâu, em cam kết với anh em luôn. Dây là không có bị xước thịt gì nhiều hết trơn á, đặc trưng của dòng phu 1 là vậy đó, nó ác vậy đó. Còn anh em hỏi em dây dầu có phu chờ 1 chứ quay 110 thái có khác nhau gì không, xin thưa với anh em là không nha, khẳng định với em một câu luôn. Quay 110 thái phu chờ 1, quay ZX xài chung không khác nhau gì trơn á. Đó, nó khác là khác cái đát này nè. Đó 2/3 nè, tháng 7 năm 2/3 nè anh em. Đó, con heo phu 1 cũng 2/3 luôn đó. Thì bộ số 2 này cũng vậy luôn, cũng 850 luôn đó anh em. Số 1 này cũng 850 luôn nè. Thì full đầy đủ, full bộ tai dây heo. Còn về cái phần cái tai dầu này em nói với anh em rồi nha. Cái tai dầu phu chờ 1 nè. Nếu mà anh em vô mua về anh em gắn phu chờ 1 thì được. Anh em mua về anh em gắn phu chờ 1 luôn á, anh em gắn xài luôn thì được. Em bán thì em đưa cho anh em nguyên cơm lê luôn. Còn khi anh em muốn gắn quay 110 thái hoặc là quay ZX là bắt buộc anh em phải thay nguyên cái cụm tai dầu trên này nha anh em. Đó. Thì có thể anh em lấy phụ kiện như anh em lấy ốc, lấy tay thắng đồ thì anh em lấy. Còn anh em mà thay là phải thay nguyên cái cụm tai dầu trên này anh em mới lắp vô quay nhỏ được nha anh em. Tại vì nó bự lắp không có vừa, nó thẳng ra là vậy. Còn em bán là em bán đưa đi cho anh em. Rồi. Bộ số 1 với số 2 đồng giá 850.000. Bộ số 3. Bộ số 3 này là full bộ tai dây heo, full chờ 1 đời 2000. Thì con heo về hình thức bên ngoài nó giống với quay thái 110 là 100%, không khác nhau gì hết trơn. Có luôn hai con ốc đầu lõm zin theo xe. Không khác nhau gì hết trơn, khác ở cái chỗ ký hiệu nằm ở trên này và ở dưới này thôi. Đơn giản vậy thôi chứ không khác, không có gì khó chẳng khỏi suy nghĩ đâu anh em. Em biết gì em nói nấy, mà nói càng đơn giản xúc tích cho anh em càng dễ hiểu càng tốt. Nói nhiều quá biết tùm lum tùm la càng hơi lộn xộn thằng ngẫu chứ à. Đó. Dây nó cũng đẹp tuyệt vời ông mặt trời nè. Anh em coi nè, em lặn cho anh em coi. Không có xớt miếng thịt nào hết trơn á. Dây này nói chung em có đánh bóng bằng quách quan nha anh em hỏi sao bóng bóng em xịt em đánh bóng bằng quách quan rồi. Đó. Bát bát nè, xanh lè xanh lét luôn nè. Đó anh em nhìn đi. Con ốc này con ốc lòi ra, anh em hỏi con ốc gì, con ốc này con ốc bắt cái gì anh em biết không? Bắt cái ốc dai của mình á. Tại vì cái bát kẹp dây dầu này nó bắt vô cái ốc dai nè. Xanh nấu lính luôn nè. Dây dầu em nói với anh em đẹp tuyệt vời đó, không xớt miếng thịt đó, ống chưa tét luôn nè, sợ này. Thấy không? Lật cho anh em xem đời luôn nè. Phu chờ 1 đời 2000. Kiếm cho anh em xem cái đát rồi ta, tức quá. Đây nè, không không nè anh em thấy không? Đó. Tai dây heo nói chung mấy cái tai dây heo phu 1 này anh em nên mua để dọn xe. Chứ anh em mua quay 110 là bị xớt thịt hết, em hứa cho anh em luôn. Ở đây em bán em đụng chạm rất là nhiều, mấy sợ quay dây 110 á khúc giữa nè. Nó xớt thịt là lõm vô tới cái ống ở trong luôn nè, nó lõm vô tới mấy cái sợ ở trong luôn. Tại ở trong cái sợi dây dầu này nó tới 4 5 lớp lận. Nó một lớp đen rồi thêm một lớp vải rồi thêm một lớp đen nữa, nó vậy đó. Đó thì full cơm riêng cái bộ này là cái tai lô nha anh em, cái tai dầu trên này lô rồi đó. Thì em bán cho anh em chỉ là em bán tính cái sợi dây dầu, cái bát kẹp dây dầu với lại cái con heo này thôi. Thì con heo phu 1 đời này, con heo phu 1 đời 2000, anh em dọn qua 110 rất hợp lý, giá là hợp lý nữa. Thì full bộ luôn là con heo nè, dây dầu nè, bát kẹp dây dầu nè, còn cái tai dầu này thì lô nha anh em. Đó, full bộ này luôn, bán cho anh em giá là 1.000.000. Đó, anh em đồng mến hú em nha. Tại vì con heo này đặc biệt nha. Con heo này mình có thể thay thế cho con heo quay 110 được.
Rồi em chào anh em nghe anh em.